跑的啥？坑里有啊？没嘞，干。没得。Hôm nay Khương Liều xuống phố. Chào khán giả VTV kết nối. Tôi như mộng mơ. Thưa quý vị, với lối diễn xuất cá tính, Duy Hưng đã tạo nên một Khương Liều lì lợm, ngang tàng, khiến khán giả thích thú và mong đợi sự xuất hiện của anh trong bộ phim độc đạo. Với phương châm đi tới đâu, đụng tới đó, Khương Liều bản mộc sẽ còn mang tới khán giả nhiều điều bất ngờ ở các tập phim tiếp theo. Còn bây giờ, VTV kết nối mời quý vị cùng gặp gỡ Duy Hưng, người vừa được vinh danh ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều 2024. Xin cảm ơn chương trình VTV kết nối. Năm 2024 là năm khá là đặc biệt với Duy Hưng. Rất là may mắn khi vai diễn Chí của người một nhà đã được yêu thương, khán giả yêu thương, mến mộ. Mình thực sự may mắn khi mình có trong tay được giải thưởng cao quý, đó là Cánh Diều Vàng năm 2024, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Một vai diễn bặm trợn, lầm lì, ít nói nhưng rất là tình cảm. Thì rất là may mắn khi sau bộ phim Người Một Nhà, Duy Hưng lại nhận được một lời mời, đó là vào vai Khương Liều của bộ phim Độc Đạo. Một vai diễn cũng bặm trợn không kém, nhưng lại có một cái tính cách khá là dị, đặc biệt và khá là thú vị. Mày có đang chưa? Chúng mày. Duy Hưng có thể chia sẻ thêm về cách anh xây dựng tạo hình Khương Liều, đặc biệt là kiểu tóc nổi bật của nhân vật. Hưng và các anh đạo diễn cũng đã phải mất khá nhiều thời gian để ngồi bàn bạc với nhau, thảo luận với nhau để xem là đưa ra cái tạo hình nó như thế nào. Cũng đưa ra rất là nhiều các cái mẫu tóc khác nhau. Và rồi cuối cùng anh em đã cùng quyết định là tạo kiểu tóc như này. Và thực ra thì cái mái tóc này nó mất khá nhiều công sức, mất khá nhiều thời gian, bởi vì là mỗi một lần cạo như thế là mất phải khoảng từ nửa tiếng đến 45 phút. Và cứ khoảng 3 đến 4 hôm là tóc mọc ra là Hưng lại phải đi cạo. Và điểm thêm thì là hai cái tòng teng. Có lẽ là từ trước đến giờ Duy Hưng thì chưa đeo khuyên tai để lên phim bao giờ cả. Đấy, cộng thêm cả cái ngoại hình của mình với các cái phục trang của mình để tạo nên nhân vật Khương Liều. Các phân cảnh quay miền núi trong Độc Đạo tạo ấn tượng mạnh với khán giả. Anh có cảm nhận như thế nào về những ngày quay tại bối cảnh này? Lâu lắm rồi Hưng mới đi quay một bộ phim mà bối cảnh gian nan vất vả như vậy. Thế nhưng mà bù lại là cái không khí, cái khung cảnh nó hùng vĩ, nó tạo lên những cái thước phim rất là đẹp. Bởi vì tất cả anh em đều vất vả, cho nên là sau mỗi cảnh quay anh em đều thúc đẩy nhau là thôi cố gắng lên. Cái này nó là sản phẩm chung, nó là đứa con tinh thần của anh em mình. Dù như thế nào anh em mệt là mệt cùng nhau. Đấy, cộng với cả cái không gian nó hùng vĩ như thế này, lên phim chắc chắn nó sẽ đẹp. Đấy, thế là anh em cả đoàn phim lại cùng nhau cố gắng. Nhân vật Khương Liều thường xuất hiện với phong cách đụng độ đầy kịch tính. Chắc hẳn anh phải đối diện với nhiều thử thách về thể lực và có không ít lần phải chịu đau. Trong khi tham gia bộ phim, trong khi mà tham gia những cái cảnh hành động thì nó cũng có hạn chế rất là nhiều. Thế nhưng mà Hưng luôn luôn cố gắng làm sao tốt hết mức có thể để hoàn thành vai diễn làm sao cho tốt nhất. Còn cái lúc đấy rồi, khi mà đã gọi là lên đồng ấy mà, thì lúc đấy cũng không quan trọng đau đớn lắm đâu. Thế nên là xong xuôi rồi về nhà bắt đầu nó mới ê ẩm. Chứ còn đến lúc quay thì hùng lắm, hết mình lắm. Vào đây, vào hết đây, vào hết đây đây. Gạo. Bên cạnh sự mạnh mẽ, Khương Liều cũng có những khoảnh khắc khá hài hước và đáng yêu, chẳng hạn như cảnh nhảy múa cùng đàn em sau khi ném điện thoại ở đỉnh đèo. Duy Hưng có thể chia sẻ thêm về cách anh thể hiện sự đa chiều của nhân vật. Hai anh em đi với nhau này thì nghĩ ra một cái trò gì đấy để vui với nhau. Đấy, thì là cũng đã xem trên các bạn ở trên trend của TikTok thì và làm cái đấy, nó là trend trên TikTok mà. Thế là hai anh em nghịch đùa nghịch với nhau một chút thì để làm sao cho nó giải tỏa tất cả những phút căng thẳng của phim. Trong Độc Đạo, anh tái hợp cùng diễn viên Doãn Quốc Đam, một sự kết hợp được khán giả mong đợi. Anh có thể chia sẻ về cảm xúc và trải nghiệm của lần hợp tác này. Các cái dạng vai thì có thể là ví dụ như Làng Trong Phố này, hay là Trong Sinh Tử, hay là Quỳnh Búp Bê, thì đấy là anh em xã hội hoặc là hàng xóm với nhau. Thì cái mức độ tình cảm
mức độ tình cảm của từng nhân vật nó sẽ khác nhau, nhưng đây là anh em ở chung một nhà, lại ở với nhau từ bé, yêu thương nhau từ bé, mặc dù không phải anh em ruột, nhưng mà nó có những cái, đúng là nó có cái cảm xúc mà có thể là bây giờ mình được làm với anh Đam nhiều rồi, mình rất là hợp phơ với anh ấy, cho nên là hai anh em vào vai thể hiện thì nói chung là gặp nhau là bon rồi. Đấy, gặp nhau ra thoại với nhau là đã thấy bon rồi. Đấy, rất là sung sướng, rất là vui và rất là vinh dự. Khương Liều hiện đang tạo sự chú ý đặc biệt với chuyện tình Nương Tử Xét Đánh của mình. Anh có thể tiết lộ thêm về những diễn biến thú vị liên quan đến mối quan hệ của Khương trong các tập phim sắp tới. Thanh Huế này là cũng là một trong những mắt xích mấu chốt của bộ phim. Thì hiện tại bây giờ thì là Khương Liều với cả Huế thì đang trong cái giai đoạn đầu là tán tỉnh thế nào thế kia. Đấy, những cái sự kiện xảy ra sẽ có rất nhiều bất ngờ thì Hưng xin phép được bí mật và mời quý vị và các bạn đón xem những phần tiếp theo của bộ phim. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả, những người luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ Duy Hưng trong suốt thời gian qua. Cảm ơn Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam đã tạo cho Hưng nhiều cơ hội để được tham gia vào những bộ phim, được thể hiện mình, để giờ đây Hưng có được giải thưởng danh giá này. Và hiện tại, đoàn làm phim Độc Đạo vẫn đang ghi hình và sắp tới sẽ có rất nhiều những vai diễn mới, những bí mật mới. Mong tất cả quý vị khán giả đón xem Độc Đạo trên VTV3 lúc 21:40. Khi xem đến tập 12 của Độc Đạo rồi thì chắc chắn là quý vị sẽ ấn tượng với Khương Liều, bởi vì nếu như người bình thường khi đến chỗ đông người, ở đây đông người quá nhỉ, và Khương Liều đông vui quá nhỉ, họp lớp à, khi giải thích họ hàng, đây là chú của cháu, còn đây là bố của em. Thế còn Khương Liều, chú là chú, bố là bố, chú của bố chứ không phải bố của chú, hiểu chưa? Người bình thường sẽ chào khán giả là xin chào khán giả Chuyển động 24 giờ, còn Khương Liều thì sẽ chào là vũ tè. Vâng, thưa quý vị, với phần chào đầu rất ấn tượng vừa rồi thì quý vị đã biết là khách mời của Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ? Một lần nữa xin được giới thiệu lại với quý vị khán giả, diễn viên Duy Hưng. Xin chào Chuyển động 24 giờ. Bây giờ lời chào chính thức đấy à? Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, chị Vân đã hẹn với diễn viên Duy Hưng trong một cái ngày quay rất là bận rộn. Chị nghe nói là hình như em vừa đi cắt tóc à? Vâng ạ, em là cứ khoảng từ 3 đến 4 ngày là tóc phải cạo một lần, bởi không nó mọc ra, trông nó đen đen hết cả cái chút đường này. Đúng với cái tạo hình của Khương Liều trong Độc Đạo đúng không? Vâng. Ở nhà mọi người nói gì về cái tạo hình này? Nhưng mà em thì tao không muốn nhìn thấy mặt mày đâu. Vì cái kiểu ấy tao không có quen. Bởi vì là mẹ em từ ngày xưa đến bây giờ là mẹ em thích những cái kiểu tóc nó dài, trông nó đoan trang, nó lịch sự hơn. Còn mình lúc thì râu ria, xong rồi lúc thì tóc tai trông như này, bà là bà không thích. Còn vợ với con thì quen rồi. Thằng cu nhà em nó cũng đòi là đi cắt tóc giống bố đấy, nhưng mà không được, con sao cắt tóc giống bố được. Anh Hồng ơi, anh Diêu ơi, tôi vào gặp anh tôi. Bây giờ còn đi ra ngoài. Bây giờ nói nhiều hơn về vai diễn Khương Liều đi. Chị gặp em thấy khá là hiền nhá. Thế nhưng mà chả hiểu sao lại cứ vào những cái vai đầu gấu này, bậm trợn này, hay là bản chất bên trong mình là gì? Thế nó mới khổ chị ạ. Chẳng qua là những cái bên ngoài của em thì trông nó hơi gồ ghề, nó gai góc, cộng thêm một tí gọi là chạm trổ, thì cho nên là có khi là các anh thấy được, các anh tin tưởng và các anh giao cho em những cái vai nó gai góc một tí. Chị thấy vai nào cũng có nickname luôn. Vâng. Hoàng Mặt Sắt này, Nghĩa Bảo Kê này, Việt Sói này. Trời ơi, toàn là những cái tên mà chị thấy là nghe đã thấy rất là khiếp rồi, rất là sợ rồi. Ở vai Khương Khùng trong Độc Đạo ấy, nó khác với những vai diễn đầu gấu bạo trận khác của em như thế nào? Đây là một nhân vật mà em thấy rất là thú vị, bởi vì đầu óc anh đang có vấn đề. Cái cảm xúc của nhân vật này nó khá là khó. Bố U và anh Hồng, đấy là ba người quan trọng nhất với cả Khương Liều. Nguy hiểm á? À? Thế nào? Làm gì anh? Chỉ có gia đình là quan trọng nhất thôi. Khi mà tức giận lên thì sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì gia đình của mình. Bấy giờ thì còn định bố con thằng nào, kể cả về sau này đương tự vậy. Và chị thấy rằng là bố, chính cái tình yêu của Khương Liều vượt qua cái giới hạn bình thường một chút, nó lại là cái khiến cho khán giả lại thấy thương Khương Liều bố nhiều hơn. Bà, mà chị thấy hình như là xe của đoàn đến rồi. Bà, em chưa phải lên đâu đúng em không? Chưa phải lên. Để chị xem có ai không nào. Ê, chưa có ai thật. Hay là thôi chị, em mình cứ đứng ở đây nói chuyện nhá. Bà, thông thường thì một cái tạo hình của nhân vật sẽ là do em tự nghĩ ra hay là sẽ có sự bàn bạc với đạo diễn? Thông thường là bản thân em sẽ tìm tòi, em tư duy xem là cái vai diễn này cần những cái gì, bởi vì là em cũng làm khá nhiều các cái dạng vai mà nó cũng có các cái chất giống nhau, thì em muốn là cái tạo hình là phải khác đi một tí, thì để cho khi người xem người ta sẽ không bị lẫn. Thế còn với cảm xúc thì sao nhỉ? Thường là mình sẽ xây dựng, nuôi dưỡng cái cảm xúc như thế nào? Rất là khó, bởi vì nó là nội tâm,
cái quan trọng nhất thì là mình phải sống cùng nhân vật, mình phải là nhân vật đấy, mình diễn từ ruột gan mình, lúc ấy mình sẽ đẩy được cái cảm xúc của mình lên. Tôi ở đâu? Đấy nằm đấy, rộng mà, chia đôi cái đường ra này. Đây của anh nhường em, chăn mình đắp chung. Đi ra ngoài. Và trong Độc Đạo thì cái phân cảnh nào em nhớ nhất nhỉ? Cái đoạn mà em thấy nó thắt ruột thắt gan em nhất là lúc bố em mất. Có thể gọi em là một đứa trẻ to xác. Thì cái cảm xúc của em lúc đấy em không làm chủ được nữa. Và đầu em lúc ấy chỉ nghĩ rằng là gì, có người hại bố em, chỉ vì người ta ngăn cản bố em mà bố em bị như thế này thôi. Và em có thể làm được gì em sẽ làm hết. Em cầu xin tất cả mọi người hãy cứu lấy bố em. Thì đấy có lẽ là cái phân đoạn mà đấy, thì bây giờ em nói thì em vẫn nổi da gà. Thực sự là em lúc ấy em thương bố em thật lòng. Cho tôi ngày xưa ngày ngô, cho tôi niềm vui mơ hồ, cho tôi thơ, cho tôi nghi ngờ. Đến bây giờ em đã bước vào phim được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Em lớn lên từ quần chúng. Em đi làm những vai quần chúng rất là nhỏ. Một phân đoạn họ có thể là chỉ nhìn thấy lưng thôi, thế mỗi nửa mặt thôi, họ chỉ nói được một câu thôi, hoặc là có thể là đá được quả cầu xong rồi là hết rồi. Chắc là từ lớp 12 là em đã được tham gia những cái quần chúng nhỏ như vậy rồi. Thì có lẽ là vai dài đầu tiên của em là vai Hoàng Mặt Sắt. Như vậy là cũng gọi là có kha khá kể cả những vai quần chúng và cả những cái vai mà để lại ấn tượng trong lòng khán giả rồi. Và chắc chắn là chị sẽ phải nói tới vai Chí với giải thưởng Cánh Diều Vàng với nam diễn viên chính xuất sắc. Cái cảm xúc của em thế nào khi mà được ghi nhận như vậy? Cho đến bây giờ thì cái cảm xúc của em nó cũng vẫn vậy. Khi mà chị nhắc đến em vẫn đây, em vẫn đang nổi da gà này. Em không nghĩ là có một ngày mà em lại được đứng trên sân khấu lớn như vậy và em được cái giải thưởng nó danh giá như vậy. Có lẽ là em xin cảm ơn khán giả, những người mà luôn quan tâm, luôn ủng hộ, luôn theo dõi. Anh chị em nghệ sĩ chúng em, em xin cảm ơn rất là nhiều. Vậy thì phải hứa là có nhiều vai diễn hay hơn nữa nhá. Em sẽ cố gắng hơn nhiều nữa. Nếu bây giờ mà để ước có một cái vai diễn nào đó mà em chưa từng đóng thì em sẽ ước mình sẽ đóng vai gì? Em giống anh Đàm, em tham lắm. Em thì em chỉ muốn thử sức được nhiều loại vai để em xem là khả năng của mình thế nào. Và em sẽ phải cố gắng để em vượt qua bản thân mình, vượt qua được mình của ngày hôm qua thôi. Có bao giờ ước mơ mình sẽ đóng một vai soái ca? Em có. Em có, tất nhiên là em không thể đẹp được như các anh của em được. Thế nhưng mà em cũng sẽ cố gắng để em sẽ có cái cách thể hiện của em để em trở thành một soái ca. Tất nhiên có thể là trông nó hơi ngông nghênh tí, nhưng mà sẽ vẫn có nét gì đó của soái ca. Thế thì bây giờ thử thách của Chuyển Động 24 giờ rất đơn giản thôi. Hãy tưởng tượng chị là một nương tử tương lai của em đó. Nhưng em sẽ phải tỏ tình với chị bằng hình ảnh của Khương Liều và hình ảnh của soái ca để khán giả có thể thấy sự khác nhau. Thôi lại diễn à? Ừ đúng rồi, là phải diễn chứ. Bây giờ chúng ta sẽ Khương Liều trước hay là sẽ là một soái ca trước? Khương Liều trước đi xem. Rồi ok. Làm thế nào vậy? Anh là ai đấy? Em là của anh. Cho tôi xin lại cái điện thoại. Em là của anh. Hiểu anh đi. Anh là ai đấy? Tôi xin cái điện thoại. Anh là Khương Liều. Nhà to nhất cái mặt. Ok. Chúng ta đã thấy là Khương Liều tán nương tử như thế nào rồi đúng không ạ? Bây giờ thì sẽ xem là một soái ca với hình ảnh khác từ diễn viên Duy Hưng, xem là anh ấy sẽ tiếp cận các cô gái như thế nào quý vị nhá. Chào anh ạ, anh cần gì ạ? Anh muốn làm quen. À, xin lỗi anh nhé, em không có thói quen làm quen với người lạ. Xinh mà kiêu nhỉ. Số anh này. À, quý vị thấy sao ạ? Soái ca Duy Hưng của chúng ta. Chị giả vờ kiêu thì thôi, nhưng mà trước vẻ đẹp của Duy Hưng thì cũng không thể nào thoát khỏi ánh nhìn của mình đâu. Rất là cảm ơn em với thử thách vừa rồi và đã hoàn thành rất là xuất sắc để khán giả có thể thấy một hình ảnh Duy Hưng khác. Thay mặt cho khán giả truyền hình xin được chúc cho Duy Hưng sẽ tiếp tục có những vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả như vậy, và chắc chắn là khán giả sẽ còn ủng hộ bộ phim Độc Đạo. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị.